Hello, em chào cô anh chị em ha. Thì hôm nay em về được con Yanma 3T68. Con này lóc xám đen quá nha. Máy rất đẹp ha. Nó hay bị chốc trên này chút xíu thôi cô anh chị em ha. Đa số những cái động cơ 3 máy 4 máy nó hay bị chỗ đó, do này động nước cô anh chị em. Có bộ đèn kịnh nè. Mê hồn không? Đấy. Rất đẹp. Mấy ngày nay cũng nhiều bà con hỏi cái dòng máy này quá nha em, mà lâu lâu mới mua được con lốc xám đen này nha. Đấy, con này chạy táo bạo lắm. Form nó cũng gọn quá nha em. Dòng này đời cao rồi, nó xài tắt điện ngâm. Kìa coi, đề máy không? Em sẽ đề máy cho cô bác chị em tham khảo nha. Rất là êm quá chị em. Thôi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều ha. Cảm ơn đã xem video này. Và cũng cảm ơn cô bác chị em đã ủng hộ em thời gian qua những con động cơ lóc cốc len keng. Đấy, em xin chào. Hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo ha.